Ngưng tập trung vào vấn đề, hãy bắt đầu tập trung vào cơ hội. Người thành công nhìn thấy những cơ hội, những người chưa thành công nhìn thấy những khó khăn. Người thành công nhìn thấy những tiềm năng tăng trưởng, người chưa thành công nhìn thấy những nguy cơ mất tiền. Người thành công thì tập trung vào lợi nhuận, người chưa thành công tập trung vào rủi ro. Điều đó dẫn đến một câu nói từ thuở xa xưa, đó là cái ly đang đầy một nửa hay đang vơi một nửa. Chào bạn, tôi là Minh, là một doanh nhân, một huấn luyện viên thân tâm trí. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây, chúng ta cố gắng xử lý rất là nhiều những cái vấn đề, hết vấn đề này thêm vấn đề nọ, và chúng ta đã bị cuốn vào cuộc sống và tất bật với mọi thứ. Đôi khi chúng ta quên đi mất bản thân của mình, chúng ta chỉ tập trung vào việc chữa cháy bên trong của chúng ta, chỉ toàn những nỗi sợ hãi và sự lo toan. Trước đây, mình cũng vậy, một cô gái luôn thiếu tự tin vào cuộc sống, luôn nghi ngờ vào năng lực của mình, luôn nghi ngờ rằng mình không thể nào có được một cuộc sống trở nên tốt hơn. Cho đến khi mà mình biết đến môi trường câu lạc bộ, mình đã được học những nguyên tắc thành công và những tư duy, những cách nghĩ của người thành công. Người thành công họ sẵn sàng để hành động. Họ có một sự tự tin cao độ vào năng lực, vào giá trị bản thân của mình. Họ tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn có thể tìm được cách để tạo ra mọi điều họ muốn. Trái lại, người chưa thành công thì luôn tiên đoán những rủi ro, thiếu tự tin vào bản thân cũng như là năng lực của mình, cho nên họ luôn nhìn thấy những trở ngại. Họ luôn tưởng tượng suy nghĩ về những cái viễn cảnh và khiến cho họ luôn chần chừ sợ hãi và không bao giờ hành động. Điều đáng chú ý là sẽ không có bất kỳ một sự may mắn nào xuất hiện trên con đường bạn đi, trừ khi có một hành động nào đó. Một trong những cái quy luật của sự tập trung, đó là cái gì tập trung thì cái đó mở rộng. Khi bạn tập trung vào rủi ro thì bạn chỉ thu hút những vấn đề. Khi bạn tập trung vào cơ hội thì bạn sẽ thu hút những cơ hội và những tiềm năng để giúp cho bạn thành công. Người thành công thì luôn tập trung vào những điều họ muốn, còn người chưa thành công thì họ luôn tập trung vào những gì họ mong muốn. Theo luật hấp dẫn, cái gì chú tâm vào thì cái đó nó sẽ phát triển. Người thành công họ luôn chú tâm vào những điều họ muốn, cho nên cơ hội luôn bao quanh họ. Người không thành công luôn tập trung vào những điều họ không muốn, nên những vấn đề bao quanh họ. Hãy dành thời gian và sức lực vào những điều mình mong muốn, nếu đừng biến cuộc sống của mình thành một chuỗi ngày dài của sự mệt mỏi vì phải chạy theo giải quyết vô số những vấn đề. Nói cách khác là bạn đừng dành hết thời gian cho vấn đề, đó là chữa cháy. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ mãi đi thụt lùi. Bạn cần dành thời gian và sức lực cho suy nghĩ và hành động để tiến những bước vững chắc đến mục tiêu của bạn. Mình đã học cách để luôn tập trung vào điều mình muốn. Thứ nhất là thiết lập ra mục tiêu của mình một cách rõ ràng, biết chính xác là mình đang mong muốn điều gì. Thứ hai, đó là luôn tập trung vào điều mình muốn và trau dồi cho mình đủ tư duy, đủ kiến thức, đủ kỹ năng để có thể làm được cái điều mình mong muốn. Chăm chỉ học tập phát triển bản thân mỗi ngày, kiên nhẫn, kiên trì, nỗ lực để biến mình trở thành một chuyên gia. Và cái thứ ba, đó là sẵn sàng hành động, sẵn sàng bước vào hành lang và sẵn sàng hành động. Thời gian trong ngày của bạn, bạn đang ưu tiên cho những việc nào? Bạn dành thời gian để làm những cái việc có hỗ trợ cho sự thành công và hạnh phúc của bạn hay không? Hãy xác định lại cái điều bạn mong muốn, hãy tập trung sức lực và hành động để đạt được điều mình muốn. Và sau đó kiên nhẫn, bền bỉ, liên tục, kết quả sẽ tự khắc có câu trả lời. Người thành công họ luôn mạnh dạn để hành động vì như thế họ luôn là người chiến thắng. Bạn có đang dành thời gian và sức lực cho những điều giúp cho bạn đạt đến mục tiêu của mình trong 1 năm sau, 3 năm sau hay chưa? Nếu chưa thì hãy tham gia học tập cùng với mình nhé!